Thêm sao chứ kêu dừng lại chứ vậy? Tao có ý tưởng rồi, sao đâu ý tưởng gì? Toàn quá kiếm tiền dẫn mà đi ăn bánh tráng nướng sao đâu. Bánh tráng nướng đi, giờ giờ mày xẻ xe thì mày xẻ xe trước mày. Cái gì cái vụ gì xẻ lớp xe mày cứ chạy tao đi, mày cứ việc xẻ mày nhớ không hiểu ý anh mày đi. Mày mấy con cá bánh cuốn cho mày chứ tự nhiên má mượn xe ổng mà xẻ chứ vậy. Mày mở tao chịu trách nhiệm cho mày khỏi lo, mày xẻ xe phép cho tao. Mày nỉ đùi nó đùi phát mà mở chứ sao đúng không? Rồi rồi mày xong rồi. Làm ý gì vậy? Nói chút là xẻ dẹp luôn. Liếp cho tao. Chứ mà nói anh đụng. Hiểu không? Chú tao kêu xẻ anh hư. Chú là đó tao. Ra tiệm tao nhận chú đụng con chú ta. Đụng ông quen hả? Đúng là ông đụng á. Kêu xẻ anh chút bao giờ mà vô chứ. Trời ơi, nó thơm lên chị mời. Mà mày khác nhau mà kêu đụng á. Xì anh bị lũng. Xì nó bị sao đụng nó lũng nghĩa xẹp lép. Em đang đi chú đụng nó bị lũng rồi nha. Ok ok. Mà anh chim vô trước chứ. Đỡ thằng đi vô luôn cỡ chút ghét bộ vô luôn đấy. Ra ra nào, ra là bàn tay để vô để vô sao nào. Dán lại cho đỡ ông thấy sập lép chưa. Đi đâu đấy? Để cái người nhét vô, nhét vô, người cởi vô, nhét vô. Muốn à? Đổ máy xi ăn gì đâu mà đi tự nhiên nó xịt em đi em thấy nó xịt nha. Đủ xém nổ luôn anh. Đổ mà hai bạn. Đây, các bạn có này. Đào được rồi. Nhúng nhúng cành nhau, nhúng nhúng nhau. Đập cái đuôi ông nữa không có anh nữa. Chị mua tôi không? Mua tao lậu mày. Dạ. Đủ rồi mới làm nha. Ai có đồ điện hư cũ bán mà. Mệt quá anh chị ơi. Mệt quá. Mệt quá. Quá lộ mấy gì sao nó bị lũng mẹ đâu chết cô đĩ mẹ. Xe đi mà đi xe xẹp mà anh đợi vậy mượn xe anh ra để xẹp lép đó anh con nào được đây giải mày. Lùng mẹ mày giàu có đi cho lốp xe mà lấy cái đầu thầy cùi mà biểu giải vậy không trải vậy. Xe mà hết gai luôn mà. Lốp điện vừa chứ gì đâu. Tao giờ sao? Mày mày lên mày chút tao chứ mà nói nữa mày. Cái đầu mày xe anh nó lủng trước đầu ra kia mất chứ. Lốp trước tiền nào mượn? Cái đầu mày nó mượn ra kia tao xíu anh đẹp thấy xe đầu luôn. Mày đi xe hư mày lẹ thằng nói nó mượn á. Cái đầu thì nó mượn nó ra kia xẹp em nói nó dắt bộ vô nó đâu dám đi đâu mà mấy câu sợ. Sửa sửa thì tiền anh đưa tiền cho nó sửa. Đưa tiền cho nó đi sửa. Thì anh mà đâu phải em đâu. Chờ tao biết mày đi sửa với lại lại á. Nghe không? Không có gì mà có gì. Không có gì kia kiếm được. Quên chết đậu mày xe anh mày được thì em mày sao? Vậy giờ sao đậu mày tụi bay đi mượn nó xe hơi xe người ta. Mà nó đậu mày cái xe anh nó để xe sẵn rồi anh nữa. Anh đi nó xe rồi em ra nó nhắc anh nó không ở đi nữa nát đụng luôn. Giờ tao biết giờ tao đi nôn nát đụng đi gì nữa giờ dày vậy. Đưa tiền cho nó sửa. Tiền đâu ra? Không có thằng đâu. Đi giải cái xe đóng giờ luôn. Xe của ông mà biết là đưa tiền. Chim đẩy giùm tao giường hết chưa? Thôi cứ đẩy ông đậu. Đẩy mẹ đẩy mẹ. Đưa mấy ơi tôi đẩy. Mấy vậy giờ sao mày? Mày đi dữ mày. Thôi mày nhìn mày đem lên tiệm giới bao nhiêu rồi tính sao? Ờ lớp sau là tiếp. Sau nữa thôi chứ. Trời nó láng dài mà. Sau luôn rồi chứ. Nó láng ngang mấy đầu sói mà thôi chứ. Làm giờ vậy này mày cho tiền nó đi. Nó lên nó sửa nó lên xe lại cho tao. Cùng mở đi. Nó đi bây giờ sao? Đồ sao mà em đoàn được hay vậy hả? Chứ giờ mà mày kêu cha nó mượn mà giờ sao? Đồ mày xe anh nó hư rồi cứ bắt nậu cứ mưa đưa xe mượn xe hư xe hư sẵn là mượn đi đâu mượn đâu bắt
Mày vô vừa nợ tiền đâu rồi, hỏi tao. Có tiền giờ view nó. Thôi giờ tao biết tao giết chị lên tiệm số bao nhiêu là lộ mày chút mày tính đó. Bây giờ tao biết tao giết chị lên tiệm số bao nhiêu là lộ mày chút mày tính đó. Chơi không tốt vậy thì đừng nên chơi quá lâu. Đôi khi thân nhau ta cũng phải đề phòng. Được tiền có gì ăn mà. Anh dừng lại cái chim. Đồ mày mệt với em đi sửa đi, ông đi cha nó với ai. Tao. Bây giờ mày nó đi lên sửa lớp nào rồi thay bao nhiêu tính sao? Cái đầu mày lên sửa đi đi. Để anh dắt em, anh dắt em cho xe. Nào với ai? Hay chạy ra đó. Đâu đâu, em tới em lôi cho. Dạ nát luôn. Mày... nó quẹo cái niềng đó xin đâu mày chết cái không có hơi nó quẹo cái niềng nó mất công mà đền mất mớ nữa. Mày chết cái không có hơi nó quẹo cái niềng nó mất công mà đền mất mớ nữa. Mẹo sao mày đi chứ mày tốn tiền nữa cho giờ anh đưa tiền lên chưa chứ thì của anh mà chẳng lẽ kêu đưa tiền là sao quá hả? Thì chưa chứ tao mới biết bị gì tao mới đưa tiền nhá. Khi mà nhà anh quắc đồ em cần lên thi bộ lên bộ để đồ lên mấy đồ hả? Nhà ở đâu đây, bác bôi rồi, lần tái xếp ai rồi. Anh đưa tiền, đưa em đổ mới xem cái rồi. Giờ đang cần đổ xếp. Xe anh mà kêu em đi sửa là sao, xe em anh kêu anh đi sửa xem về em nó không hư rồi này quá. Giờ áo nó hư hết rồi, giờ anh có thở đưa tiền. Mấy giờ sao vậy mày? Mày. Thế giờ tự nhiên tụi mày đi mượn, mày mượn cho nó rồi nó đi, nó bị dày rồi giờ nói vậy sao được mày. Đồ mấy cái xe anh này không, nó đều hư trước rồi. Anh hiểu nó hư trước không? Ừ xì như xem em nó bỏ trước nó đụng vô cái anh mượn ngay vô anh đi bỏ. Mày nãy giờ cho giờ em mới có đi là nó xì xì nó lại lụng đâu rồi anh mòn dữ mày nó đau mòn dữ mày anh đi nó đẻo xính luôn rồi nữa không nó mòn như lím như quần thì quần cái bông nào có mày mày thấy bên chi tôi nói chứ cái nhỏ vậy mà cái bé con này cái đầu đó có hơi dài rồi nha quá. Được rồi, đi tối giờ đi đâu chơi vậy? Đưa tiền ơi, cái đơn giản không? Cái vấn đề này em nghĩ là mấy giờ? Đưa bao nhiêu cho đâu? Thì đưa em rưỡi gì đó. Mấy cái này, cái này em sợ là em nghĩ là xe anh nó nát rồi. Thôi bây giờ chàng này xanh hết em lên tiệm số ấy rồi bao nhiêu tiền tính sao? Mày mày lên tiền đâu nó đưa dạ, chết anh chết đợi cho quá mẹ anh khốn chưa. Được anh đi mình đi xe máy đưa tao chọn đi xe máy cho anh nào. Đó chở đi xe máy. Ba này ngu. Ngu rồi, trẻ cố tình rồi đó. Trời đó đi. Má con bếp đi chẳng hạn. Lên lên. Bé đi từ nãy giờ mà chắc được quá tới đây vậy. Chịu tao mày, chịu sát đau đâu. Hồi nãy giờ chịu đè chơi với mày. Đồ quá tình ngu các bạn. Ôi vô hôm nay còn dây xài sát đi chẳng hạn hãng rồi. Nhà thì mà mấy nhà nha dầu nhất như Bình Định các bạn. Mà đi xe quay tàn. Đỡ cho xe nó mòn tới. Nó lên luôn. Đồ mày nghĩ sao mà đụng nhà xe có xe mô tô không chịu đi các bạn. Lấy cái xe quay đi. Mày em. Mà mày giờ mày đi số xe nào. Ừ, thôi đi đi. Tao nói đúng rồi quá. Không có sao biết gì không á. Chắc mua, ý là mua xe mô tô đỡ gì anh làm vậy. Để thôi hả? Đỡ gì anh cúng ra anh làm vậy anh đỡ mày. Mày mày. Mày mày đế này, tôi đế với mẹ mày nha. Hay là anh đốt cho bà đậu anh rồi. Cậu vậy. Chú. Em tôi lấy chứ. Giỡn rồi anh em giỡn chứ làm cái nghề. Cái này là ai quá. Đây cái đây là anh đi anh chắc là em anh mới hiểu được cái cảm giác mà bữa anh hút xăng xe mà luôn không đủ bây giờ mày chờ tao đúng không cái đầu mà anh coi xăng anh còn không chờ em mà chờ anh nhìn cái xăng anh dở xăng anh nữa còn không cái cây xăng đây đủ mày coi cái gì đó nhìn cái cây xăng đây thì em đây cái thằng cũng chờ đủ mày cái gì sao đủ tao thấy mình mấy ngu cái gì chứ đủ mày mới xe anh nhờ xe mà hút xăng tôi mới đài mình đó nha không phải là không có tiền đủ nữa không ạ. Rồi mày đi ra đàng hoàng hả xanh. Nhà này quá đi ra lên. Nhà thì kìa đẩy cho tao đi chứ. Ừ đẩy giải chạy cho Thi đó. Thi mày đẩy anh chạy mẹ chứ xe anh đâu có đâu. Nó nát ruột chứ mày. Rồi lên nó Thi. Nát cái ruột. Thì lên nó Thi luôn cái ruột. Rồi mày cái đường nào chị đi lỡ rồi lên Thi rồi đấy. Rồi lỡ lên Thi cái ruột được quá. Đi lỡ rồi. Lên Thi đi đến nhà dầu à. Chàng đấy, cậu. Ủa, 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 ủ
Đậu em xíu mũi mà. Ủa vô trong rồi. Triple kill. Con mẹ đang ngồi quá quá ối luôn đi đụng chết đi mày luôn. Ối ra luôn quá, ối ra luôn. Đang lên bàn luôn quá. Chỗ bên cạnh phải đậu anh còn chỗ tóc á. Anh Quốc, sao nãy anh ngủ với anh Quốc? Quốc Quốc, anh Quốc, sao nãy anh ngủ với anh? Em thấy cái chỗ bên đậu anh còn chỗ tóc á. Mày em nói sao đâu đưa tiền tao số gì ạ? Cái đầu mày anh chi anh mà kêu nó đưa tiền sữa. Đầu mày đồ gái đái đầu đen cho một chĩa. Cho một chĩa nha cậu ơi. Mày cái đây mày sai á, mày đi chối chi ra lại á. Thằng anh bắt rắn ra kêu uống nước. Thằng đi uống nước đi, đợi thằng Thành nó sửa rồi chút anh em mà đi làm thâu với gì đâu đây. Ông chú đi đâu đâu. Đấy kêu ra đây á. Đang tụng mày. Ông sửa mình chi anh đây sao vậy? Tụi mày ông người khác rồi đứng chờ đầy ở đây. Bây giờ que đây uống vũ nhụm rồi anh có uống không? Que uống. Mà mẹ mà nó khùng gì vậy mày? Anh này. Chi nó bị vậy vui lên nhà mày. Không kỳ nữa anh bắt, không kỳ. Thôi để mày ăn mụn không rồi. Mẹ mà đi không được. Ok, mày có mấy bí đẹp mấy quát lại này, mới có bè lại nữa này. Mày đừng có khùng như mày, mày mày chia tao hôn mày mừng lắm mấy trời. Mày chứ làm gì mừng. Mày đi, ở đây. Thôi đơm dẫn anh quen kia coi ông bác kia ông tạc tượng rồi không. Đây. Mày đừng có khùng quê đâu, mày bị tài cái mũi mày. Thôi là, mình, giờ mình đi quen mình coi bác tạc tượng mà. Chứ mình đi coi gì vậy? Quả chứa thì đồ ống mít, ông đang yếu mà đồ. Con đi uống nước thôi. Chưa đi em mình luôn á. Mày sao đi uống nước rồi nè. Ở đây. Tớ quay lại điện quay lại nha. Tớ gọi điện quay lại nha. Tao ok. Lỡ đi, xe nào đi, nó có trách nhiệm sửa. Mày mới có trách nhiệm chưa chứ nào. Nhưng mà mẹ tao nói gì hướng việc là tao không trở lên á. Đi bánh xe đi. Tháo tiền kè rồi đi bánh xe. Đi đó mà đi chết cũng lánh đi mà. Tao không kiếm chủ quá, chủ tiệm nào giờ mình sẽ là điện bắt vô này. Mặt mềm lắm. Xong đầu xe sửa xong đầu này chạy qua lấy đi. Bao nhiêu tiền anh? Đồ xe gì nát có ruột chạy đồ hình như là 80 ngàn. Cho cái ruột đúng rồi, mẹ thay ruột á, thằng áp có. Thay, nếu mà thay cái lốp nữa là thêm là 200 mấy nữa. Bớt cụ hú anh bác ơi, bớt cụ hú. Nó mơ mẹ cái xe anh. Cái xe anh chạy nát bét á, đầu que đây coi. Mẹ mẹ nói nhiều quá. Giờ đem về anh các cái. Ờ vậy bữa sau đem về ủ nấm lên nấm mày anh nha. Que ơi. Thành mềm, thành mềm. Quên mẹ. Quên Em kêu mua cái đồ bên dưới à? Mày bó cái cú hú chạy thấy không? Đậu đắt lắc lắc cái mà nãy tôi nói mày dắt cái gì không chịu dắt? Đậu mấy hơi nắm mẹ chưa à? Tại sao? Cái đồ anh quắc cái đồ xe anh ta hàng lốp cái giá gì mà ta hàng cái lốp vậy? Xe ba cái đồ của mày. Sao bị giẫm gì mà dưới vậy mày? Đậu mày thiệt không? Thiệt không? Cái đồ sao thiệt anh? Chú đâu nữa rồi không? Anh đang lắm máu mua giờ gà. Ông mới mua về cái lốp đây. Anh đi hỏi nhiều chú, nhiều lốp đó vậy chú? Nhiều lốp chú. Nhiều lốp. Nhiều lốp đây.
Tụi em chỉ quay mà tao không được cái lốt đồ chấm luôn á. Quay lào cái cua ấy đậu mà không làm gì dữ lắm. Làm chấm rửa, góp chấm rửa. Chấm rửa cái. Chấm rửa mày đưa tiền đi. Chấm rửa mày đưa tiền đi. Bà chơi đồ chơi 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 của anh mà biểu em đưa tiền. Ông tiền hết trơn. Hả? Giờ tay em. À đồ mày cái lốt máu là máu mua gì là cho anh đó. Anh thấy cái lốt anh nó nát bát rồi á đồng. Mày chơi con bị chào chú. Mày xin anh đi mà anh hỏi ông bị sao thì sao không? Ông nói chưa nhìn thấy chi mà đậu bị sao mày biết thầy ruột thầy lố mày mày. Cái gì? Ông nói chưa nhìn thấy chi à? Thì ông đang chăm rậu. Giờ nãy em biết chi vô, ông đâu biết chi anh là chi nào. Thấy không? Đưa lại là giờ em nói anh này, đưa em nói anh này. Đồ mày vô gì á? Ông chú đó em quen anh quá. Em quen ông á, giờ anh gấp đưa tiền ấy. Đồ em bình thường người ta ông làm 200 cái riêng anh á, em gỡ 100 rưỡi tao. Để thôi mày vô mà nói với mẹ ơi. Đỡ em. Đây gọi cho em nè. Mấy không được 100 rưỡi nè. Mẹ tay chân mà nó đưa tao đi cho mày. Em nói không mà em chuyện đó coi như cái đây anh nữa. Bình thường là 200 ngàn cái lốp mới rồi. Mẹ thay dành mới liền kiên luôn quá. Đồ mẹ bánh mới chạy tới xì được yên tạm nói nha. Mình nghĩ nhanh đó. Để em tạm vô mới ông nha. Nói rồi. Mày nói ông thầy vậy? Tại gì hả? Anh nói gì trước anh ơi. Đợi anh đứng đây đỡ em vô nói ông cái đầu rồi phải. Mày nhanh luôn cái mặt mày đúng rồi. Mày sao giấy mày sao? Anh nói lớp anh mà. Mày đâu giờ lớp tao anh nhưng mà đi đâu mày dậm gì mà cái đinh gì mà to dữ vậy? Đâu lỡ mà qua con không có lỡ đâu. Có nói ai nè. Im luôn quay chút ở đây đưa anh em đưa ông tiền rồi chút ở dưới đây chứ ở mấy ông khách kia hả? Thấy ông khách kia đúng có 300 ngàn nó lốc vậy. Chưa mày. Em là con cháu á, ông nói đồ mấy em quen mà. Ông kêu là đầu, ta lầm mà em chạy đâu cho vui đâu. Em bảo thêm 50 nha quá. Mày đẻ ra đây mà đòi nữa nha. Để em bảo thêm. Cái gì anh mà đâu anh muốn em bảo thêm 50 á, là đồ mà giờ xe đó là ông khi mà ông biết trong lầu á là anh cứ làm gì đâu hiểu không? Ông thấy giờ. Ông thấy giờ. Ông tháo cái cho bánh kia đâu kìa. Mày nó đi vậy là nó nhỏ mà nó đi từ lắm. Má mày mày nhanh mày khắp rồi giống như ai ăn hết của ông nậu mày sao. Xong kìa. Xong kìa. Mẹ đi mày. Đây em đi đi. Cái bánh không cái cầm gì không hay là sao? Mày quay. Cái cầm gì cái niềm ấy. Đây đem chưa. Mấy tao im rồi giờ im mấy giờ quá. Mấy em khác lắm. Ê, bỏ em ra. Đâu, tôi bỏ con ra. Bỏ đâu đây. Đừng. Đừng làm gì nữa. Mình muốn làm gì. Biết gì không? Mình công trình cửa xe cửa. Quất nha. Nha, cửa xe chạy cho em mình quất vậy. Em cứ mau làm vậy. Chết cái gì, mình quất đi. Ủa người ta bớt thầy chi mà. Cái đầu chạy nó dớn luôn rồi. Cái lợi thôi chứ tiền đâu tính. Thôi vô anh quát. Vô đi. Nói nó không biết không. Con bún khô mà. Con bún khô. Con hủ tiếu. Thế này nè, hủ tiếu. Hủ tiếu rạp. Thôi, bác cho mày nghỉ kìa, bác nghiệp có hủ tiếu. Em mặc khó khăn dữ vậy. Mà thầy lốp rồi kìa. Mấy chị tôi đi lúng lắm chị ấy. Giờ thầy lúng chị. Bố là chị lúng. Lúng thì bình thường. Đồ mới đi xe mà cái lúng. Quá đi xe. Mà thầy 70 ngàn á. Mẹ nó cái thằng này mà xem mà điếm mà khắp hoài mà. Mẹ ai ăn hết con nậu rồi. Mà ngồi mà khắp mà ngăn luôn rồi. Mấy thằng thường mấy cháu quất nó được cái màu da đây nè. Vậy giờ mày ba tao đúng không? Mẹ đổ vào trong tranh như cái gì đó. Mẹ ăn gì? Em sai nè. Bà cua ơi. Hồi nãy xanh thôi đỡ. Sao này gì? Mình tuôn. Đừng buồn nữa. Đủ bị có nó xi mới rồi mà buồn. Không có sao em có tiền em che lại nó. Ngào khác quá. Mày cua là thiếp. 15 phút. Cái mẹ. Bỏ ai bao mình ủng. Để thông cũng đừng cua đi. Sao đây anh nhầy? Bánh tráng. Bánh cuốn luôn hay? Một bún mà bè cuốn hả? Bè cuốn một bún. Mẹ. Anh đang ké anh quá. Ừ. Ké lắm nước này làm sao? Sao có tiền? Chết không? Để bao em bao. Để bao. Mày sao bên đây là tốt tao vậy? Nhưng mà mày gặp nguy gặp nạn thì biết cái gì mà hết tiền biết lo tầm cho mày lại thôi nha nó đúng không đúng không ê tiền đạp không cái đòn bị cái đầu em cái tiền những đòn này anh đang đòn không thử lắm đâu không làm cuốn luôn kìa nha. Đấy cái bánh cuốn ngồi ăn ơi mẹ mày kêu cái bốn cuốn mày mày la kêu nhiều nhiều chưa.
Đem cái bật đây cho ba. Bật này cũng quẹt cũng luôn. Sao? Ở đây không? Mày chưa đủ cho mày trời, mày bao cái con mày mẹ chú thi ăn miệng thì ai cũng nè. Nó ra mấy anh có gì đi gì ngon lắm. Nè gì ông nói sao tay mắt cho mày chấm rứ mày. Hả? Cái em đỡ mà mắt. Cái lốp ruột mà mắt. Ở đây em kia có 70.000 à. 70.000 cái ruột. Hả? Đúng nè. Cái giá ông ạ, à? Cái giá ông chưa tính á. Ừ. Ấy là cái lốp nữa. Đúng rồi. Ừ. Mình đừng bè máy rồi quá. Đúng rồi. À. Đi bè cho mấy chứ quay sao mà bè mấy. Trời ơi. Mày có lốp nhiêu? Cái gì anh em chịu rồi quay đây bè. Anh có biết phân biệt cái lốp chứ cái đùa không? Anh biết không? Cái lốp này mà ngồi đúng không? À. Mà đi đâu mà dầm cái đinh gì mà nó to ở dưới vậy mày? Mày nói là hôn em tí gì đâu thầu tiêu nữa rồi hỏi nữa. Anh nhầm trước đâu. Cần vô nó to nó mới bỡ ra thêm. Mà đi ẩu lắm nhở mày, chở ghé cho buồn mình tông chụp liền hay vậy. Để nói em đi chó về nhà chó đi kiếm mà đi cho có gì vẫn chốc mở ngang nữa. Nó dập là em biết đâu, nãy nó tét cái chỗ đó. Còn nãy mà anh lúc mà tao vô ra đồ điện ra này. Ừ, lúc mà nó mới tét ra cho nãy là nó mới cái lứt rồi. Nó chiếu à. Đúng không? Tao nói mày thiệt á. Ngay cái bè bán bèo kìa, bà đổ bè léo xe qua mà nhậm cho tét luôn sao. Hơn đó. Hơn cho nó mẹ chở ai quẹo quẹo ở kiểu đó chết luôn hả? Anh nói lúa nhau. Nó sợ lên bao. Cậu lên nha. Bữa nay là tốt cái nào hả? Rồi lỡ thao đó quá anh cũng được. Nó đem về nhà chứ đâu là nó, anh ta biết nó đem về bà già nó nha. Anh làm bà già nó đói lắm sợ quá. Cũng mà nói câu vậy, anh hình bà già nó đói vậy. Mà nghe cái câu tên nghe già hát à. Rồi. Chết mẹ bạc vào mây đấy. Trời đến nơi về dài đấy. Mẹ no đầu cái con cứ ăn đi đó. Dạ mẹ ăn trước rồi, ba con này. Sau đó ba bàn tay ăn trước đi. Ba hai ba thứ đắt quá. Ngon. Trời ngon. Anh từ từ hết quá, khán giả nói anh vô hả nha. Dạ trời mày, cũng mẹ tôi cũng khổ đi nhỉ. Trong anh giữ em. Phải bữa nay là bao mà. Đồng em bao, anh cái gì anh rửa giùm chứ anh chưa tốn tiền mà anh còn kêu gì. Tìm gì cho vợ con anh ấy. Anh người vợ của ông nậu anh ngờ. Chứ tao bỏ đi. Em tới nay cuối này còn chứ anh tự kêu gì anh tự mua anh tự đem về. Mẹ tiếng mày phải gì rồi anh cơ hứa rồi. Tụi mày có năm rửa mà 5.000 mà rồi ăn nhiều. Mà hai cái bãi ai ra. Để tôi có 5.000 mà rồi anh đem về nữa. Ủa sao đưa 100.000 là sao? Giờ nãy anh đưa em 100.000 lắm. Đúng không? Bà đi đi không? Đây. Mà đây quá. Để được gì anh tắt lát không thấy à. Đúng không? Đúng không? Không hả? Chụp mấy. Thì dạ nói anh vô hoài. Anh cố một đàng hoàng lắm. Lớn rồi. Kê nó có hoàng lắm. Rồi anh rồi đây em. Rồi anh thở mới chó mày. Anh em ơi. Trời. Ở chị ta, chị ba ơi. Bạn viên nó chấm này. Chị em kéo hả chị ba. Ủa, đúng không? Quá, đúng không? Quá. Ngồi tên cho là ăn miếng nhâm lộn mà. Trời ơi, đúng không? Nè, ăn tự tính. Một cái động, nó thấy ăn chứ ăn chấm nè. Trời ơi, đúng không? Má đớt, anh ăn được má lắm. Trời đó. Trời đó, riêng anh ơi. Em ta ăn 10 đứng, được chưa? Được. Nhưng mà phải anh phải độ mà ăn hết 10 tấn hồn không hết thì anh tự tính. Ép đâu mà. Bỏ chế độ miệng tao đẹp vậy. Thôi anh ném bà vợ, anh ném bà vợ. Không lẽ các anh cũng chịu hết. Anh ăn giờ 20 đứng đi, em tính nè. Nhưng mà anh phải ăn hết. Độ mà ăn chồng đứng không tính tiền gì không? Tính tiền nào mà phải đi ăn trả mày. Độ mà em nói vậy chứ, độ sửa chiếc cho anh mà anh không tính đúng như không? Không hết. Mày bao nha, mày lo. Bé là lộn điếm không có mà. Ừ, ngon nha. Đỡ mũ hiểm lại nha. Đưa mũ bảo hiểm lại đây. Ủa sao đậu mày dúng lớp xe cũ tao dữ mày? Hả? Mày dúng lớp xe cũ tao dữ mày? Mày điên dạ nói gì? Nói câu đậu mày cái lốp anh nó nát biết biển thấy vậy. Mày nhìn cái lốp này không?
rất là dài nữa mà đi xuống lớp tao với mày. Đấy là mòn sao? Nó mòn dài cái này. Lúc đó này em mua gì mà bị nhựa đụng nó còn dai không xong. Đó là đụng dây dao tới cái thằng kia ông bên cạnh cái ông nào ư? Chỉ còn lớp gì thôi. Lớp gì anh này nó nát cái mép đây. Lớp gì đó? Đây cái lớp đó của anh đây. À đúng rồi, lớp đó của anh này. Cái đậu miệng anh có 1.000 mà anh đòi thi cái lớp xịn. Tụi mày cái lớp nào mà mòn dữ mày? Hả? Lớp nào mòn? Anh thấy ở xe không? Anh nhìn anh so sánh ở xe với lớp anh ơi. Cái đậu phé nó mòn lỉnh này đâu. Đúng không? Ngươi ngươi giữ mày. Trời mày ngươi cái gì? Lớp nào rồi ruột vậy? Tao đi đã, không lấy nữa đưa cho con kia, nó đem về tao nó đốt qua tao kìa. Sao ai em? Sao ai ruột mày? Hả? Thì cái lớp của anh hồi xưa nó giá tới giờ biết không? Đúng rồi, xưa anh xài lớp xịn nên sao ai đụng như không? Mẹ biết đâu mà sao đụng như cái lớp này nếu mà hãy bị. Cái đụng mày anh có 100 ngàn anh quá. Anh có 100 ngàn mà anh đòi đi thi cái lớp xịn. Anh cái con người anh đụng như con rồi. Đó là anh thấy cái gì không? Cái đụng mày tiền nào của đó à, sao có điện thoại 5 triệu, 10 triệu, 15, 20. Cái tiền anh có 100 ngàn mà đòi thi cái lớp 300 ngàn. Mẹ mày chờ tao đúng không? Ý là chờ sao anh nói em nghe. Sao tông đâu mà đậu bên lúng bơi như vậy này. Mẹ cái nỉ anh tại vô cái tụ điện cái ầm ảnh nghe. Nó lúng bùm mà đậu cái nỉ nó nổ anh thấy. Đậu mày nó xắn cái này mày nó chứ bây giờ sao mày tự nhiên mất cho mày. Mẹ giờ anh rồi tao cái mốt này mày cứng không? Mày kêu thằng đưa lại lên anh em chồng mày. Mày mày mất. Bây giờ tụi cưa rớt này tụi đưa lại cho em được chưa? À lấy vàng bê lấy kéo cái nhà. Lên kéo làm mẹ cái cũng khô kìa. Mày sao tao nghi cái lớp cũ à? Tính tiền cho tiền lỏng mà đụng mình đó tính trước rồi chứ. Nó cũng đo lại tiền đâu đụng tính nữa. Sao? Mày nhây. Mày cút mẹ. Tiền đâu mày bao tao tốn chịu mày. Đụng mình giờ sao giờ ấy là nói em ấy kính mất của anh này sao? Anh phải cảm ơn em không hết nữa nè quá. Đụng em lại giúp anh nữa. Anh cảm ơn em hết mà đâu bây giờ anh nói sao còn người dữ vậy cho đời mai quá đỡ tao đi em giờ coi thôi anh đem giờ đi anh nói vậy nói con đổ sách vào đây bữa sau đổ mà đừng mượn chi đi mày mày ao luôn lắm chi giờ đổ sách về cho hết tình cảm người sao mày tốt với tao vậy em cái cuộc sống tay tao sao đau luôn em quá đấy mình đừng em chục ngàn nó cho mày á xanh ngu quá đụng mày em cho nó tao làm mà nhiều chuyện mà đó rồi mày phải tiêu không mà cho có ra quán kiểu mình đâu mà rỡ nha cái đục tao bỏ ra quán kiểu mình đâu mà rỡ nha cái đục mấy sao mày cũng bỏ nó chứ vậy sao là tiền đây tiền nào tiền của ông Thanh à tiền Thanh nội bên đó mấy Thanh này đúng số nha hê số gì em mua số mà trúng thành ông kia kia 10.000 không hê nói như vậy thôi. Bữa cháu đụng mượn chi đi vô lớp lum lớp luôn đi. Cha anh ăn ngon lắm mà nó còn nói nữa. Đưa tiền nó cho tao chứ mày trời sao mày. Mày dư mày. Mày để anh đứng. Tao cho mày tao dư tao cho tao biết vậy này. Anh nói là tao. Anh nhiều quá. Thầy bỏ đạn ngang. Ờ. Anh nói đâu anh nói đâu hả? Mà thấy anh đánh cá bằng rạn nào. Tao nói mày sẽ. Không chú, dẹp nó quay luôn. Ở đây đây.